xin chào mấy gái nhé. Cảm ơn những mong chờ vì tới tao lại yêu thương nha. Tóc anh phải lục. Ờ, bắt đầu cũng đi Việt Nam Airlines à? Xin thông báo về an toàn. Xin quý khách lưu ý tắt điện thoại. Tao đã lên đầy đủ hết rồi, không biết Ngọc Hoàng đâu nha. Dây, đôi dây, đây rồi. Ngọc Hoàng, vạn tuế. Bình thân, tao bảo hai người xem xong rồi các táo còn chưa lên chầu. Các táo đã lên đủ hết rồi ạ, giờ chỉ còn vào chầu thôi. Mà ngươi xem thế nào, đổi mới đi chứ, tao thấy mọi năm chán lắm rồi. À, năm nay thì có mới hết ạ. Ngọc Hoàng mới. Ngọc Hoàng mới thì ta không chắc đâu. Nhưng năm tao bắt đầu mới thì ta có thể linh hoạt đấy. Thì Ngọc Hoàng, cái đấy thì tính sau. Thế thì Ngọc Hoàng ngồi dưới chiếc đi ạ. Ghê đấy. Ghê. Ngồi Ngọc Hoàng ngồi. Ôi thằng này, đi vào ngay. Không hiểu vai. Ông ơi, Ngọc Hoàng ngồi ghế thật ạ. Cho các táo vào đi nè. Bọn cháu bắt đầu đi. Lôi vào đi em ơi. Lôi cháu vào. Đâu rồi qua rồi vẫn còn người nghỉ á, biết à, hôm nay vừa đi đau đầu thế ạ, nhớ về nhớ đâu có vui giống không xem vậy này, thế là lôi đau, được rồi lôi đau, chào táo đầu tiên vào chầu đi em, nhanh táo đầu tiên vào chầu đây. Chúng ta không nhận thì đâu phải báo giao thông thì đâu. Báo giao thông bị tai nạn tháng trước rồi ạ. Được trả bài. Tai nạn gì? Tai nạn là giao thông. Đây, đồ. Tóc, quên. Em xin lỗi chị Ngọc. Hôm sau thì báo nha. Sau trận đòn vừa rồi tôi hy vọng anh chưa quên mình là ai. Vâng, anh là. Thì ra là tao học đường à. Tao đến thiên hạ rồi, nhà ngươi cũng có học đấy. Vậy thì tao hỏi ngươi vài câu. Are you ready? Làm tao. Được rồi, vậy câu 1, 3 điểm. Nguyên hàm của 3x chứ 6 dx sim x bằng bao nhiêu? Làm tao. Cái gì đấy? À quên. Báo cáo. Tôi hơi. Được. Ra ở trong phần thể thao thì về mặt công tổ và học thì chúng ta có rất nhiều sự cải tiến vượt bậc ạ. Dạ, cần xin hết ạ. Á chà, 15 mà. 6 thôi. Khá đấy. Em khá gì mà khá học hoang. Anh tiểu đường anh học đường ấy, mới chỉ kể phần đầu thôi. Còn vẫn đi đấy. Đúng rồi, anh... Phần đuôi. Anh học đường này chưa kể vụ hai nữ sinh đánh nhau song phẳng.
như hai người đàn ông. Anh tính sao về vụ này? Nữ sinh nào? À, anh quên à? Để tôi diễn lại cho anh xem nhé. Cô kia một tay thế này, tay kia thế này, hét lên một giọng cực chua, chua đến mức có thể làm lét tai người nghe. Một đứa, mày liếc người yêu ai? Tao liếc mày. Con này phải ăn đòn. Từ lớp 1 đến lớp 5 tao còn chưa sợ, sợ quái cái thằng lớp 7 mày. Nani, quên. Đó là đánh chua. Đúng là bộ quỳ bù. Một vụ việc rất nhỏ mà xảy ra hậu quả rất lớn. Anh thấy bắt đầu không? Tôi đã nói thật đấy. À. Ôi dồi ôi, hoàn hình quá cậu Quảng ơi. Hoàn hình quá. Nên thôi ngay đi, nên thôi ngay đi. Sao người để đấy xảy ra? Sao người để xảy ra? Đâu, người ta nói nốt. Từng được, người ta nói nốt. Người quản lý học sinh của mình như vậy à? Đấy. Thầy đã rút kinh nghiệm mà các bạn đấy sẽ không xảy ra nữa rồi. Nhưng mà nếu có xảy ra việc đấy thì không phải là do thầy. Việc này là của nhà anh ấy. Tôi. Thôi. Của nhà anh ấy. Thôi. Không gây nhau nữa. Nói chung là việc của nhà ngươi. Thôi ta cho ngươi lui đấy. Dạ, xin lui. Không phải việc của thần. Việc của nhà anh. Đi vào. Của nhà anh. Cho tao tiếp theo mà chờ đi. Tao tiếp theo mà chờ đi em về. Là con gái của anh. Không à, hôm nay em lên chầu lắp em nhắn tin lại cho nhá. Yêu anh. Yêu ơi, qua tử 1, VK 2. Anh Tuấn 20 là cực nhéo gì? Sợi Tuấn 20. Nhắn tàu ơi, Tuấn 20 à? Không phải, giết chết em. 20 à? Không phải đâu ạ. Không phải là cái gì? Thôi đừng. Thế cô lên đây làm gì? Em lên đây để hát ạ. Hát á? Lên đây để chầu không phải để hát nhé. Bắt đầu, nó lên đây để hát thôi mà. Hát ạ? À? Thế thì hát đi. Vâng, em xin trình bày ngay đây ạ. Thank you.
Ta thấy tiết mục của ngươi cũng được đấy, chắc ở dưới hạ giới làm nhiều chứ gì. Vâng, đúng rồi đấy ạ. Sao gua gì hả? Kim Ngọc Hoàng gu chứ không phải là gu. Nhớ ta đây đây Ngọc Hoàng quê quá. Hay cho Ngọc Hoàng nhé, cô Bình vừa mở cái lớp cộng đội tiếng Anh ở dưới hạ giới đấy. Chào con Bình Trắng bóng bóng ca hai buổi tốt giá quá, tốt luôn. Sau một tháng học Hoàng học đấy, học Hoàng nói tiếng Anh hùn như người. Ấn Độ. Campuchia bản địa. Campuchia bản địa. Thôi. Vậy ngươi là táo nào? Dạ, thần là táo. Tinh 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 yêu. Là táo. Dạ. Nhưng điều chuyện tình cảm của ngươi làm ảnh hưởng đến táo tình yêu chứ. Đâu? Gái đá là gì cùng ngươi. Đấy ngươi báo cáo rồi đấy. Dạ, thần xin báo cáo đây ạ. Trong năm học vừa qua, chuyện tình yêu cũng như chuyện tình cảm của các bạn trong trường cũng như ngoài trường rất là trong sáng, lành mạnh, không ảnh hưởng gì đến việc học tập của trường Trung học Phổ thông Sa La ngày nay. À, thế thì chị tính sao về vụ học sinh chi trượt nhau ở trong trường học hả? Dạ, oan tôi không chịu được đâu, tôi còn chưa đi. Dạ, oan cho thần quá đấy ạ. Oan cái gì mà oan, tao phải được ạ. À, người ta tình yêu nói đúng đấy. Đúng. Tình yêu của trò rất đẹp, nhiều năng lực bắt đầu đúng rồi chứ lắm. Thế không như trong đám tao. À, Ngọc Hoàng đúng quá nhỉ. Đau rồi, đau rồi. Còn một tình yêu đẹp là gì? Tao vẫn còn nhớ. Tại tao gặp hình ai? Hoàng, tình yêu. Hoàng hết gì đấy? Nghe tập nhạc. Thôi rồi. Thôi. Ta vẫn còn nhớ như ngày ta cùng thằng ra học hoàng xuyên đêm. Ê Ngọc Hoàng học không? Thôi bây giờ nhắc ngươi. Thế thì không. Cùng nắm tay nhau đi vào cổ trường đại học. Để rồi ta phải còn nhớ. Ơ Ngọc Hoàng thân tưởng thằng Nga với đứa người bỏ Ngọc Hoàng. Thằng người thôi đi. Thế thì không. Mà tình yêu là nghiệp quật. Trêu mình. Không. Và tình yêu này, tôi phải chứng minh cho mọi người thấy tình yêu của trò được như thế nào. Qua điểm số và cũng kỳ thi thì mọi người mới chấp nhận được. Còn giờ là trò mình nuôi. Dạ, thật xin nuôi ạ. Đâu, cho ta tiếp theo bảo trầu đi. Năm tao cho ta tiếp theo bảo trầu đi. Mẹ đã bảo không được sai chuyện như thế rồi mà. Thì thôi, cho tao khác bảo trầu đi. Vâng, hay tập nhạc, vừa qua vừa vẩn. Anh là Tào Lan, anh vào xã hội rồi. Năm mới khỏe chứ anh? Tôi vẫn khỏe, còn anh thì sao? Như nằm cũ anh ạ. À, thế là vẫn yếu rồi. Anh xem thế nào đi chứ để.
người ta gọi là Long Quang không được đâu. Đó là anh Long Quang. Đó là anh đổ cho anh ốp để nước cho nó luôn. Anh bỏ kính ra. Chị đổ đúng không? Nó đấy, năm nay nhìn sơ sát thế. Nó đấy. Chị đổ ra, ôi, thằng mới nhìn chị chứ hẳn ra nhờ. Mà chị xem thế nào, em là ngựa một sừng đàng hoàng. Chị bảo em Long Quang là Long Quang thế nào? Hay đà xã hội. Thôi, không nói nữa. Vậy anh có thể báo cáo được rồi. Dạ, bẩm anh Hoàng. Thì trong năm vừa qua thì ở dưới đại giới em đã làm được rất nhiều việc. Thứ nhất là em đã tuyên truyền và nghiêm cấm các em học sinh sử dụng các chất kích thích để vào một cơ thể khỏe mạnh để tiếp thu những nền giáo dục của nhà trường. Được đấy. Và bên cạnh nữa thì em cũng tổ chức một chương trình về phòng chống HIV/AIDS để cho các em học sinh biết nhiều hơn về bộ môn này. Được. Hơn nữa thì em cũng được có tổ chức một chương trình là đổi giấy lấy cây, được rất nhiều các em ủng hộ. Và trong vừa cuối năm nay em vừa cho các em học sinh viết cam kết về một cái Tết không có nồng độ cồn này, không đua xe trái phép này, không có pháo thuốc và đặc biệt là không đánh cờ bạc. Và cái mấu chốt là làm được không đầy đủ người nhà. Thế thì được quá luôn. Thế còn anh quên cái vụ mà các học sinh suốt ngày ra gần cổng trường đây tiếp thu những văn hóa dân tộc thì sao? Tiếp thu những văn hóa dân tộc là thì làm sao mà lại cấm? Anh Hoàng mới phải đấy. Quán nước cổng trường mà các em ra uống trà đá bàn chuyện phiếm với nhau có cái gì đâu mà chị làm quá anh ấy hả chị Đồng? Làm quá? Học Hoàng không biết những văn hóa dân tộc là gì à? Thế thì để phần cho Học Hoàng xem nhá, để Học nhìn cái kia. Thế là gì nào? Thế đây là không được rồi, thật không chịu được, Ngọc Hoàng để thật. Thằng anh, học sinh quay hút cái gì về nhà này, tao mách mẹ bây giờ. Cả ông tao xã hội cũng ở đây, lên châu. Còn cả ba, ai cho ba mở gần trường học ở đây, xem ngay đi cho tôi không đồng ý đâu. Mày có hút không? Có. Trong không gian thật tương lai. Rồi em hài lòng. Thảo biết đâu anh, cũng là kia ba. Em cần điều cần. Anh cho em xin quê riêng quê đó. Với công nước để hào tao. Thật đã lên đây rồi à? Sao ôi? Thế đây là thế nào? Dạ cái vụ việc này thì thần thì làm phiên chuyến thì ta đồng ý với ngươi. Nhưng ngươi phải cấm ngay thứ gọi là món ăn dân tộc rồi đi. Không thì mầm non tương lai đất nước sẽ chỉ toàn là khói thuốc thôi. Dạ thần thì tiếp thu ạ. Thôi, bảo chồng người lui ra. Đa tạ Ngọc Hoàng. Còn tao nào cho bảo chồng lối đi. Tao xã hội là tao cuối cùng rồi. Cho tất cả tao bảo chồng đi. Tất cả các cháu, các táo bảo chồng đi. Các táo bảo chồng. Bà đi. Đi hả? Xếp hàng đi. Xếp hàng vào. Trong buổi chiều vừa qua, các táo đã làm rất tốt phần chầu của mình, đã có lời khen. Nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề bất cập cần phải xử lý, nhất là ngươi, táo học được. Ngươi phải quan tâm hơn đến học sinh của mình, không để các em đánh nhau những chuyện nổi nhạt như vậy. Dạ, thầy xin lui. Và tình yêu, ngươi phải chứng minh cho mọi người thấy tình yêu của học trò đẹp như thế nào qua điểm số, qua điểm kỳ thi. Dạ, thầy xin lĩnh hội ạ. Và xã hội, ngươi phải cấm ngay thì gọi là món ăn dân tộc này đi. Và tuyên truyền các em trồng cây gây rừng vì vấn nạn ô nhiễm môi trường với hạ giới đang rất nghiêm trọng đấy. Thần xin tuân chỉ ạ. Còn bây giờ các khách hàng năm mới đã đến gần, sẽ có nhiều khó khăn. Là một các cách giải quyết luôn những vấn đề còn đang khúc mắc trong năm vừa qua và giải quyết tốt những thách thức trong năm tới. Còn các em học sinh mầm non tương lai của thiên đình ta, đã mong các táo quan tâm hơn các em, quan tâm tới các em hơn, tạo cho các em môi trường học tập thật tốt để
các thiên đình ta sánh ngang với các thiên đình khác. Còn bây giờ ta xin bãi chiều. Anh Thao, hình như còn cái gì nữa thì phải. Các hai, một đàn ngang tập hợp. Năm mới đã đến gần, tôi mong mọi người có một năm mới thật an khang, thịnh vượng. Chúc mừng năm mới.